bình minh sáng sớm tại thành phố Nha Trang, tắm biển Nha Trang. Sáng sớm đi ra biển Nha Trang, ngắm bình minh tại biển. Ở đây là đang chính diện của mặt trời chiếu nên là hơi bị chói, không thể mở mắt được nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi uống cà phê. Đây, sau lưng là quán cà phê luôn, ngắm gió biển, ngắm biển. Ở Nha Trang thì mọi người đi tắm biển buổi sáng thì rất là nhiều. Thường tắm biển buổi sáng thì rất là khỏe. Tắm biển xong lên phơi nắng sáng sớm, đó mình có miền vitamin K và vitamin D phát triển nên mình sẽ rất khỏe khoắn nha các bạn. Rồi, hai cái nhà hôm nay mình sẽ giới thiệu tới căn nhà là mình sẽ check in tại Hotel Naga ở Nha Trang. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu căn nhà. Đây, phòng 2 giường của khách sạn Naga Hotel. Đó. Đây. Có tivi. Có bàn làm việc cho mình nè. Đó. Rồi để mình coi coi cái view này nó nằm như thế nào nha. Ủa. Ủa ủa ủa. Này, khách sạn này thì không phải là nằm view biển, cái view mặt bên này là view bên hông. Rồi để coi ra cái mặt bên này, cái bên mặt tivi đây có view biển rồi mọi người ơi. Thì ở đây sẽ có, trong phòng sẽ có một cái đề nghị khi khách vô phòng là không được hút thuốc và hút rác ngoài ban công, có để tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga và tiếng Trung Quốc đây. Đó, Nha Trang nha. Mình đang ở tầng 11. Ngắm được tới ra cảnh biển luôn, view biển luôn nha. Đó. Khách sạn Naga Hotel. Đây. Tủ đồ có đầy đủ. Trong phòng sẽ có cho mình hai chai nước suối phi, cà phê phi đó, có hai bộ đồ cho mình tắm biển nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô phòng toilet. Đây có chỗ để tắm riêng, và bên đây là chỗ toilet, đây là chỗ mình để đánh răng, rửa mặt rồi trang điểm gì, chỉnh tóc tai lại nè. Đó, đây dưới đây là máy sấy, khăn chùi tay, còn đây là bộ dụng cụ sử dụng trong là bếp, kem đánh răng, lược và tăm băm xà bông. Đó. Và đây là mình, cả nhà nhớ theo dõi kênh YouTube của mình nhé, nhớ cho mình một subscribe kênh đăng ký YouTube và hãy like cái video của mình để mình có động lực ra thêm những cái video mới nữa. Thì tại khách sạn á, mình sẽ khách sạn này nó sẽ có một cái bãi tắm riêng dành cho khách sạn nữa, thì khi mình đi tắm mình liên hệ với lễ tân, rồi mình sẽ đi lễ tân sẽ đưa khăn cho mình đi tắm, rồi khi tắm về khách sạn mình trả phòng. Ở đây thì sẽ có buffet buổi sáng cho mình ăn sáng, có phòng tập gym nè, đó có phòng tập gym nha, có hồ bơi. Thì đây, ăn sáng buổi sáng nè, rồi phòng bơi là tầng 22. Đó. Mở từ 8 giờ cho tới 7 giờ sáng cho 8 giờ tối. Rồi
Để sáng mai mình sẽ quay chỗ ăn buffet sáng. Rồi mình sẽ tạo một thành cái video hoàn chỉnh để mọi người theo dõi nhé. Đây là buffet sáng tại khách sạn. Đó. Quỳ phở, quỳ trứng nè. Sáng sớm đang mùa du lịch ngoài Nha Trang nên khách về sớm ăn rất là đông để bắt đầu đi tour. Đó nên bây giờ mới quay được. Đây là phòng tập gym của khách sạn. Đó là cùng với tầng 22 ra hướng biển luôn nè. Đó xong mình đi ra mình lên hồ bơi. Lầu 22 của khách sạn có hồ bơi. Đó hồ bơi mời ra đó ngồi chụp sẽ ra là ngắm được view biển nha. Đó. View biển. Đây là view view khách sạn đối diện bên kia cũng có hồ bơi luôn. Đây view hồ bơi ở tầng 22. Biển. Hướng biển à. Đó, hướng biển.